Nếu như bạn nghĩ đây là trà sữa trân châu đường đen mà uống thì toang thật sự đấy nhé. Đây chính là sự khởi nguyên cho món ếch chiên giòn của bạn. Đúng vậy, nó là những con nòng nọc. Ở các trang trại ếch, khi mà nòng nọc đến thời gian này, người ta sẽ tách chúng ra các bể riêng và nuôi chúng với mật độ 3.000 con trên 1 mét vuông. Và sau khi nó lớn, họ sẽ thả ra các bể khác và bắt đầu quá trình tiến hóa từ nòng nọc thành ếch. Bạn có cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy những con nòng nọc không?